Kết thúc clip này cũng là cây số 7, đây là một cái đĩa bay. Oh, cây quái quâm cả nhà. Nó quái quâm dữ dội luôn nha. Đó, rồi, qua rồi. Đo đo luôn chị, cái này thì vô thông số được đâu, đo đi. Đo ngang rộng thôi. Quá im cả nhà, nghe lên các bạn là whip luôn nha nha. 31 chiều Rồi. dài ha. Dài 31 rồi, đo đi chiều nào cũng được. Nó đi đều hết mà. 38. Rồi, 38 31 cả nhà nha. Nó cây nó co lắc nè, hai chi nè. Đó, rất là duyên nha. Rồi, cái này em giao lưu với cái nhà là 1.500k bao phí vận chuyển nha. Mấy cái kia là không bao nhưng mà cái này làm bao, tại cái này cũng nhỏ. Đó thì nó quái thôi. Nên tính cho gọn luôn, 1.500k. Rồi, nó như cũ tam thất vậy cả nhà. Cái cây này như là cũ tam thất vậy nha. Nó vậy nè. Nó. Nó giống cũ tam thất vậy nè. Nó. Rồi, xăm cả nhà, xăm nha. Rồi, được gửi lại đây cây mai vàng cả nhà nha. Nhà xin nhắc lại đây cây mai vàng. Mai vàng. Đó, đây đĩa bay. Rồi, anh em nào chốt thì liên hệ em qua số điện thoại là 0948 016 160. Cả nhà nhớ nha, hãy nhớ nha, bữa kênh em bán thấy thích bao sống rồi, cả nhà là thương tình ủng hộ giùm em nha. Cũng bao sống áp lực cái bây giờ nhưng mà vẫn là chia sẻ đam mê đến cho anh em. Thì cả nhà hãy nhớ nha, nhớ hãy nhớ đăng ký kênh, bật chuông và chia sẻ. Có đi nhậu hay cà phê đó, nhớ nhắc cái tên cây cảnh giá rẻ lên nha. Cây cảnh giá rẻ lên để mọi người cùng biết về em nha. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Chúc cả nhà một buổi tối nhiều niềm vui bên gia đình và sức khỏe tràn trề nha. Rồi, chào cả nhà nha. Rồi, em chào cả nhà, tạm biệt và hẹn cả nhà trong 7 giờ tối mai nha cả nhà nha.